Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Anh Túc Crypto. Trong nội dung ở cái video ngày hôm nay, ngày 1 tháng 9 thì Túc gửi tới mọi người cái mã code từ dự án Meme Filecoin để chúng ta là nhận 1 triệu đồng xu Meme Filecoin từ dự án. Đối với những người mới chưa tham gia kèo Meme Filecoin này thì chúng ta có thể nhanh chóng kích vào đường link dưới phần mô tả để chúng ta xem kỹ video để chúng ta khai thác nhiều nhất cái đồng Meme Filecoin này có thể. Thì theo thông tin lộ trình của dự án cũng như là ngày liêm yết và phân phối airdrop ấy, thì đây mình kích như vậy là hai anh em lời lên 1 triệu này. Chúng ta kích con yêu bay cho mình rồi nha. Theo phía dự án ấy thì ngày đến thời điểm đầu tháng 10 thì bắt đầu là phân phối airdrop và cũng như TGE đấy. Thì nếu mà anh em chưa tham gia đi. Thì vừa nãy mình đang mãi nói với anh em, nói với mọi người đấy, thì nó cũng ra luôn cái mã code ngày hôm nay luôn mọi người ạ. Thì cái một canal mình cần làm cái nhỉ, canal bot thì đối với anh em mới chưa cần làm thì chúng ta có thể là sử dụng bot này để cần làm, tránh mất thời gian của anh em ấy. Còn cái mã code ngày hôm nay là 4 con số 2 mọi người nha. Mã code Meme Filecoin ngày 1 tháng 9 là 4 con số 2 mọi người nha. 1, 2, 3, 4 này. Tuy nhiên lúc đầu mình đang nói mãi tay kích quá, mồm nói nhưng mà tay mới kích vào nên là nó vừa hiện lên rồi. Mọi người cũng có thể thế đấy, đúng không? Ngay đoạn đầu đấy. Đấy. Thì cái mục sở bi này đối với những người mới chưa biết thì chúng ta có thể kích vào cho mình nè. Quay cái vòng quay ấy, tức là anh em không phải nào mà quay một lần nữa mà quay một phát, đoàn một phát có thể lên tới 1000 lần, đúng không ạ? Quay tới 1000 lần, ví dụ như của mình là 5, còn có 50 lượt quay thì chúng ta kích cái mục sở pin này. Mình cập nhật cho anh em chút nhá, đối với những anh em mới này. Đây 50 đây, chúng ta kích ở phần sở pin X50 đây, chúng ta kích một lần sở pin thôi. Là quay một phát được bao nhiêu đấy để nó gọn luôn. Đấy chưa? Và hết sở pin nha. Nó là như thế. Rồi, thì mặt mã hôm nay là 4 con số 2, mình gửi tới anh em nha. Trong quá trình thao tác anh không hiểu thì có thể comment dưới, mình sẽ hỗ trợ anh em. Mình không... như các kênh khác đâu, không phải không hỗ trợ anh em đâu. Anh em comment nhiệt tình bên dưới thì mình sẽ hỗ trợ. Cũng giờ chào tất cả mọi người nhé. Mà quên anh em, còn mấy cái nhiệm vụ ớt này, phần ớt này, hiện tại mình có 27 nhiệm vụ ớt này. Ở trên group Telegram của mình cập nhật liên tục cho mọi người nha. Anh em có thể là vào ra vào group Telegram của mình để chúng ta cập nhật những cái câu hỏi cũng như là câu trả lời đáp án ấy, mình có gửi hết lên group của ấy. Mình gửi tới anh em nha. Gặp anh em video tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả mọi người.